Question 146. A form of money that derives its value from an underlying asset or good tied to it is called A. Fiat currency. B. Cryptocurrency. C. Greenback. D. Commodity money. Correct answer is D. Commodity money. Câu hỏi 146. Một dạng tiền có giá trị phát sinh từ một tài sản cơ bản, loại tài sản tạo ra dòng tiền, hoặc hàng hóa gắn liền với nó được gọi là A. Tiền pháp định. B. Tiền điện tử. C. Đồng bạc xanh. D. Tiền hàng hóa. Đáp án đúng là D. Tiền hàng hóa.